Chào con. Hôm nay con vui không? Thì vui. Con có tự tin không? Dạ có. Có run không? Dạ không. Giỏi. Chú Thành rất là thích con ha. Rất là thích luôn. Bởi vì á, chú Thành thấy là con là một bạn nhỏ rất là năng khiếu, rất là tài năng. Mà con còn rất là nhỏ, mà con coi của tuồng của cô chú, tuồng nào con cũng thuộc mà thuộc nằm lòng. Mà diễn đạt lại rất là dễ thương. Mà diễn đạt sắc nét nữa, giống như màn hình mà full HD vậy đó. Thành thử ra là hôm nay chú Thành với cô Hương hy vọng con sẽ mang về được 150 triệu cho gia đình của mình nha. Bắt đầu đi An Khang. Rồi An Khang ơi, con sẵn sàng nha. 60 giây cho con bắt đầu. Rồi đi anh. Ủa mà mình đi đâu ta? Trời, đi tiêu diệt bà television. Để tiêu diệt bà để lấy lại người yêu. À, ủa mà biết bà đâu tìm. Em nhớ rồi mà đừng có nói chuyện đó. Tao tán mày đâu nghe. Em biết tới đường nhà bà phương thủy rồi. Khang ơi, con đã chiến thắng vòng đầu tiên. Chú Thành không có chịu nổi con nói cái chữ tán nó ngọt xớt à. Quá dễ thương. Con, ở vòng này 5 lần liên tiếp nha. Bây giờ con đã vượt qua được một vòng. Con còn 4 vòng nữa. Con có cần phải làm gì cho nhớ thoải bài mái không? Tâm lý cho nhớ bài không? Đi vòng vòng giao lưu, nói chuyện. Tại vì đêm nay là đêm của con. Con có cần nhớ bài lại không nè? Mình thi vòng 2 được không? Rồi, chơi nha. Bé An Khang đã chiến thắng vòng 1. Và bây giờ, thời gian cho vòng 2 bắt đầu. Út ơi, chai rượu của tí đâu con? Con để trên bàn đó. Chờ, chu cha, bữa nay mày cũng mua rượu thuốc cho tí. Út ơi, lên tao biểu. Dạ. Mày nhìn cái giá này đi. Chết cha tí ơi, cha xì dầu. Vẫn đã chiều mà chờ vòng rồi. Con tìm hơi đã cười. Và con đã chiến thắng tiếp vòng 2. Vẫn còn 3 vòng thi nữa. Khang ơi, bằng phương pháp nào mà con nhớ nhiều vậy? Con coi hả? Coi nhà hả? Rồi cái tuồng vừa rồi là tuồng của ai đóng con nhớ không? Dạ không. Không sao thuộc. Ai chỉ con làm cái này? Con tự lên YouTube, con mở con coi. Vậy hả? Rồi con tự tập, thấy có ai tập cho con không? Tự mình làm. Nó dễ thương quá. Ai dẫn con xuống đây thi nữa? Bà ai chị đó? Con. À, bà chị con hả? Đằng sau lưng con lúc nào cũng có bà chị đi theo đúng không? Mà bữa nay mặc bộ đồ fashion quá à. Bộ đồ ai lựa đồ cho con à? Chị con. Chị con luôn à. Chị con trong nhà cũng khiếp thiệt. Thế lực của bà là một thế lực chìm. Nãy giờ cô giao lưu với con này. Khang ha, cho con thoải mái nè, vui vẻ nè. Vậy con có muốn hát ca vậy không? Hay là con vô vòng 3 luôn? Con chơi tiếp. Rồi, chơi tiếp. Rồi, tự tin nha Khang. Cố lên nha. 60 giây, vòng 3, bắt đầu. Rồi, tí lên. Ủa mà mình đi đâu ta? Trời đi tìm bà television để đòi lần yêu. À, ủa mà biết giờ ở đâu tìm? À, em nhớ ơi. Mày đừng có nói chị ra, tao tán mày đâu nghe. Em nhớ, em biết tới đường bà phù thủy. Hướng này nhà tôi mẹ. Lộn. Hướng này rồi tí lên. Tiếp con tiếp. Kể chuyện khác. Có 4 bức chân, có 2 cặp tay màu hồng. Trời ha, con bé cỡ này nó đi. Đi đi mất con làm việc. Đi về rồi chút uống nước. Nó kè bố bớt. Đi đi. Bọn đã chiến thắng vang rồi. Thắng cuộc chân rồi đây. Bạn thật là tài giỏi. Chúc mừng con. Chú Trấn Thành đã cười rồi. Con biết không? Con giống mấy bà chủ nhà đó. Mà đi đòi nợ mấy đứa sinh viên nó không chịu trả tiền. Ai đâu dựa con. Mà con nói cái giọng con đanh đá. Mà con duyên dáng. Mà thái độ con bình tĩnh đó. Thấy không? Con nói xong hết câu chuyện. Con thấy cô chú chưa có cười. Thế con cái lấy câu chuyện khác con lắp vô. Chú Thành nói thiệt.
nãy giờ chúng ta không nghe con nói cái gì hết trơn nha. Mà con nói tỉnh bơ, con nói tự tin đó. Cái trường phái hài của con nó kỳ lắm, cái trường phái hài hoạt họa hài mà chỉ cần hình, không cần ai nghe gì, không cần hiểu gì chân, mà nhìn cái mặt con thôi mắc cười rồi, dễ thương. Mà bây giờ tới vòng ba rồi, chắc cô chú phải hơi khó lại chút xíu ha. Yêu con quá, mình thử thách à, nãy giờ ba vòng yêu con quá, bây giờ mình thử thách hơn chút xíu nữa nha. Bây giờ con có tuần nào vui hơn nữa không? Có không? Có đúng không? Có. Chơi luôn đi nghe. Khang ơi, cố lên. Vòng 4, liệu bé An Khang có vượt qua được những vòng tiếp theo để giành giải thưởng 150 triệu? Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa. Khang ơi, cố lên. Vòng 4, thời gian 60 giây bắt đầu. Hôm nay bà Tuyên thấy mọi người rất là hồi hộp để lát lại vụ phục, cho hôm nay bà Tuyên muốn đi tiêu diệt con hồ ly tinh để đòi lại yêu. Bây giờ mấy bà có muốn tìm người yêu không? Tiếp. Làm gì mà bồi hết trơn à? Còn ba mẹ ngủ hoài vậy coi, nó chết rồi quả thiêu. Tiếp. Rồi các em chúng ta lại cuốn lại. Rồi Tây Lam. Ủa mà mình đi đâu ha? Trời, đi tìm bà Telerison để đòi lại người yêu. À, ủa mày biết bà đâu tìm? À em nhớ rồi, mày đừng có nói gì nữa, tao tát mày đúng không? Em biết tới đường nhân ba phù thủy, hướng này nhà tôi mẹ. Hết thời gian rồi, Khang ơi, tiếc quá. Chú Nhân Thành xém cười rồi, còn một chút xíu. Xém cười nữa. Rồi. Có nó cái gì mà nó quen dữ vậy? Hồi nãy giờ ba vòng, bây giờ tôi ngán ngán, tôi nghe kỹ lại hình như ba vòng nó xài có một tuần. Không, mà nếu như mà con kể vậy mà còn thời gian con kể lại là cô cười ngay. Chút xíu nữa thôi là cười rồi đó. Có nghĩa là 10 vòng mà con có diễn cũng diễn vậy thôi. Cười thôi. Có một tuần một mà xài 5 giờ. Con hiểu không? Con dễ thương lắm, trời ơi. Mà quan trọng là chú phải nể cái tài lãnh đạo đằng sau lưng con. Cái bà chị bà lãnh đạo con khủng khiếp quá. Bà làm sao mà bà có thể thao túng được cả một triều đình, thấy không? Cô chú ngồi đây mà bà qua mặt, bà để ba một tuần mà con làm ba vào mà bà giả bộ, bà dùng cái password gì đó không hiểu, bà nói mà hai chị em hiểu nhau thôi mà cũng làm được, hay thiệt, khủng khiếp thiệt. Khang nè, không phải dễ dàng mà cho một cái tí tin mà nhỏ như con gặp lại gala của chúng tôi Tất Tức Danh Hài để làm chúng tôi cười. Con lại một lần nữa, ba lần cười, đúng không? Vậy thì mình vẫn còn thiếu hai lần, nhưng con vẫn là xuất sắc. Khang, con biết sao không? Con á, ngày hôm nay mặc dù không nhận được phần thưởng cuối cùng là 150 triệu, nhưng chú Thành sẽ tặng cho con danh hiệu này, là thí sinh nhỏ tuổi nhất có thể mang về số tiền cao nhất và làm giám khảo buồn cười nhất của Thách Thức Danh Hài. Và đây là phần thưởng của con rất là xứng đáng. Và phần quà nhỏ nhỏ trị giá 5 triệu đồng. Dễ thương quá. Rồi, hôn cái nha. Rồi. Hôn cái đi nè. Cảm ơn con nha. Dễ thương quá. Rồi, cảm ơn con. Cầm 5 triệu này về và cảm ơn bà chị quyền lực đằng sau lưng con ha Khang ha. Tạm biệt chương trình nè.